Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau bước qua một bài mới nhé. Bài số 5, từ bài toán đến chương trình. Bài toán nó là một cái khái niệm quá quen thuộc trong các cái môn học, ví dụ như môn toán, môn vật lý, môn hóa học. Ngoài ra còn rất là nhiều môn học khác cũng có những cái bài toán mà chúng ta cần phải giải và tìm ra các cái đáp án. Tuy nhiên, hàng ngày chúng ta cũng sẽ gặp và giải quyết các cái công việc đa dạng hơn. Ví dụ như là tính số gạch ít nhất phải mua để lát nền nhà nè, hay là lập bảng điểm của lớp, hoặc là so sánh chiều cao của các bạn. Như vậy, khi chúng ta đọc một cái bài toán hay khi chúng ta giải quyết một cái công việc nào đó thì chúng ta phải làm những cái bước nào đầu tiên? Và cũng như vậy, nếu như chúng ta thực hiện cái việc giải bài toán trên máy tính thì chúng ta sẽ làm những cái bước như thế nào? Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Nhỏ, xác định bài toán. Thì bài toán nó là một cái khái niệm quen thuộc trong các môn toán, môn lý, môn hóa và rất là nhiều những cái môn khác nữa. Ví dụ môn vật lý, vẽ biểu đồ cũng chính là một cái bài toán. Như vậy thì em hãy nêu một số ví dụ về bài toán mà em đã được học. Rồi, sau khi các em đã nêu các ví dụ đó rồi thì cô đưa ra một số ví dụ nhé. Bài toán 1, tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến 100. Bài toán 2, tính quãng đường ô tô đi được trong vòng 3 giờ với vận tốc 60 km/h, chúng ta hay gặp trong môn vật lý nhé. Bài toán 3 là bài toán điều khiển robot nhặt rác. Đây chúng ta đã làm quen với bài toán này ngay từ đầu của môn tin học rồi. Bài toán 4, tính diện tích của hình tam giác nha. Cho một cái hình tam giác, cho chiều cao, cho cạnh đáy tương ứng thì chúng ta tính diện tích. Như vậy em hiểu thế nào là bài toán? Đó. Như vậy bài toán là một công việc hay nhiệm vụ mà chúng ta cần phải giải quyết. Nhớ ha, nó không chỉ là một cái bài toán đơn thuần trong các môn học, mà ngay cả trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một cái việc mà chúng ta cần phải giải quyết, mỗi một cái công việc, một cái nhiệm vụ nào đó mà ai đó giao cho chúng ta làm, hay là chúng ta cần phải tự đi làm trong cuộc sống của mình, thì đó đều chính là một cái bài toán. Như vậy thì để giải được một bài toán cụ thể thì ta cần phải xác định rõ điều gì. Nghĩa là có một cái công việc nào đó hay một cái nhiệm vụ nào đó chúng ta cần phải giải quyết nó, cần phải xử lý nó, thì đầu tiên mình phải xác định rõ điều gì, sau đó mình mới tìm được cái cách giải. Như vậy là xác định bài toán, chúng ta sẽ xác định các điều kiện cho trước và kết quả cần thu được. Đó là hai cái điều rất rất là quan trọng khi mà chúng ta cần phải giải quyết một bài toán. Phải xem đề bài cho chúng ta những gì và điều kiện mà chúng ta cần tìm, cần thu được là gì. Ví dụ 1, để tính diện tích của một hình tam giác, điều kiện cho trước của bài toán, ví dụ là một cạnh và chiều cao tương ứng của cạnh đó, kết quả cần thu được là diện tích của hình tam giác. Bài toán vượt qua điểm nghẽn giao thông. Đó, điều kiện mà đề bài cho trước đó là vị trí các điểm nghẽn giao thông và các con đường có thể đi từ vị trí hiện tại tới vị trí cần tới. Và kết quả cần thu được là đường đi từ vị trí hiện tại tới vị trí cần tới mà không qua các điểm nghẽn giao thông. Đây cũng là những cái đầu tiên mà các cái app đó, nó phải tìm ra, phải xác định được ha, trước khi mà đưa cho người dùng những cái con đường có thể đi qua cái điểm nghẽn giao thông một cách nhanh nhất. Bài toán nấu một món ăn, điều kiện cho trước là các cái thực phẩm hiện có, trứng, mỡ, mắm, muối, rau, và kết quả cần thu được là một món ăn. Đó, chúng ta hay đọc các cái phần mà dạy nấu ăn á, thì chúng ta thấy là người ta cho những cái nguyên liệu là gì, rồi nấu ra cái món ăn gì, thì đó chính là điều kiện cho trước và kết quả cần thu được. Như vậy thì bài toán chính là một công việc hay một nhiệm vụ cần phải giải quyết. Và xác định bài toán chính là xác định điều kiện cho trước và xác định kết quả cần thu được. Như vậy thì câu hỏi là máy tính có thể tự giải các bài toán không? Ồ không, tôi chỉ làm theo cái sự chỉ dẫn thôi. Đó, ngay từ bài đầu tiên chúng ta học, máy tính chỉ giải quyết cái công việc cho chúng ta, chỉ thực hiện cái công việc chúng ta nhờ vào những cái lệnh mà chúng ta chỉ dẫn. Hai nhỏ, quá trình giải bài toán trên máy tính. Như vậy thì từ một cái công việc, một cái nhiệm vụ nào đó, chúng ta cần phải qua những cái bước nào để mà máy tính có thể giải được cái bài toán giúp cho chúng ta.
Như vậy, việc dùng máy tính để giải một bài toán là đưa cho máy tính giải hữu hạn các thao tác đơn giản mà nó có thể thực hiện được để từ các điều kiện cho trước ta nhận được kết quả cần tìm. Nghĩa là bây giờ chúng ta muốn giải một cái bài toán trên máy tính thì chúng ta sẽ phải đưa ra cho máy tính những cái lệnh, những cái thao tác đơn giản để mà máy tính nó có thể thực hiện được giúp cho chúng ta. Rồi, ví dụ bài toán robot nhặt rác. Đó, chúng ta có rất là nhiều các cái bước chúng ta sẽ đưa cho máy tính. Như vậy, các bước thực hiện điều khiển robot nhặt rác trên mình sẽ gọi là gì? Ở đây chúng ta sẽ gọi là các thuật toán. Như vậy thì thuật toán là gì? Thuật toán chính là giải hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một cái bài toán. Nếu đưa thuật toán cho máy tính có thể giải được không? Ồ không, bạn phải viết chương trình để tôi thực hiện nhé. Thì như chúng ta đã biết, để giải quyết cái bài toán, để giải quyết cái công việc thì chúng ta phải viết cái chương trình để mà ra lệnh cho máy tính nó làm việc. Rồi, vậy quá trình để giải bài toán trên máy tính gồm các bước nào? Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm 3 bước. Bước thứ nhất đó là xác định bài toán, là xác định điều kiện cho trước, thông tin đã cho, input, và xác định kết quả cần nhận được, thông tin cần tìm, output. Mô tả thuật toán là diễn tả cách giải bài toán bằng giải các thao tác cần thực hiện. Và cuối cùng là viết chương trình. Dựa vào thuật toán ở trên, chúng ta viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình thích hợp. Và mỗi bài toán thì nó có thể có nhiều thuật toán khác nhau. Tuy nhiên, mỗi thuật toán chỉ dùng để giải một bài toán cụ thể. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta giải một bài toán nào đó thì có thể có rất là nhiều các cái cách giải khác nhau. Tuy nhiên khi mà chúng ta giải cái bài toán đó ra rồi thì cái cách giải cái bài toán đó nó chỉ được ứng dụng cho một bài toán cụ thể. Rồi, như vậy, việc dùng máy tính để giải một bài toán là đưa cho máy tính giải hữu hạn các thao tác đơn giản mà nó có thể thực hiện được để từ các điều kiện cho trước ta nhận được kết quả cần tìm. Và quá trình giải bài toán trên máy tính gồm 3 bước: xác định bài toán, là xác định điều kiện cho trước, thông tin đã cho; xác định kết quả cần nhận được, là thông tin cần tìm, đó là chúng ta sẽ xác định input và output. Mô tả thuật toán là diễn tả bài toán bằng giải các thao tác cần thực hiện. Viết chương trình, dựa vào thuật toán ở trên, viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình thích hợp. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu về quá trình giải bài toán trên máy tính gồm có 3 bước ha: xác định bài toán, mô tả thuật toán và viết chương trình. Phần xác định bài toán thì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Chúng ta sẽ qua phần thứ hai, đó là thuật toán và mô tả thuật toán. Như vậy bài toán thứ nhất là bài toán pha trà mời khách. Input là gì nào? Có phải là người ta cho là trà, nước sôi, ấm và chén. Output là chén trà đã pha để mời khách. Rồi, như vậy thì chúng ta mô tả cái thuật toán pha trà mời khách này như thế nào? Bước 1 là chúng ta sẽ chén ấm chén bằng nước sôi. Bước 2 cho trà vào ấm. Bước 3 rót nước sôi vào ấm và đợi khoảng 3 đến 4 phút. Và bước 4 là rót trà ra chén để mời khách. Chén ở đây chúng ta có thể gọi cái cốc hay cái ly nhé. Thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái cách để mô tả cái thuật toán khác nhau. Với mỗi một người thì có thể lựa chọn cho mình một cái thuật toán pha trà mời khách nào đó, miễn sao từ cái điều kiện đề bài cho chúng ta ra được cái kết quả cần tìm là chén trà mời khách là được nhé. Bài toán thứ hai, bài toán giải phương trình bậc nhất tổng quát bx cộng c bằng 0. Đó là cái bài toán mà ví dụ như tìm x trong 2x cộng 5 bằng 0 vậy đó. Chúng ta đã làm rất là nhiều rồi đúng không ạ? Input là các số b và c, output là nghiệm của cái phương trình bậc nhất, đó là tìm ra cái x đó. Bước 1, nếu b bằng 0 chuyển tới bước 3. Bước 3 có nghĩa là nếu mà c khác 0 thì chúng ta thông báo phương trình vô nghiệm. Tại vì ví dụ như b đã bằng 0 rồi, c mà khác 0, 2 bằng 0 thì rõ ràng là phương trình vô nghiệm. Còn ngược lại c bằng 0 thì 0 bằng 0 nên phương trình có vô số nghiệm. Rồi, bước 2, nếu như mà b nó khác 0 ở cái bước 1 thì chúng ta làm cái bước 2. Tính nghiệm của phương trình là x sẽ bằng trừ c trên b. Rồi, tìm xong chúng ta đến bước 4 chính là kết thúc thuật toán. Bài này rất đơn giản đúng không? Rồi, chúng ta qua cái bài toán thứ ba nhé. Bài toán là món trứng chén, hay nói cách khác là món trứng chiên đó. Như vậy thì input người ta cho gì nào? Trứng, dầu ăn, muối và hành. Output là trứng chiên, đĩa trứng mà mình đã chiên xong. Rồi, đây rất là hấp dẫn đúng không nào? Rồi, bước 1, đập trứng, tách vỏ và cho trứng vào bát. Bước 2,
cho một chút muối và hành tươi thái nhỏ vào bát trứng, dùng đũa trộn đều. Bước 3 là cho một thìa dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi đổ trứng vào đun tiếp khoảng 1 phút. Bước 4 là lật mặt trên của miếng trứng úp xuống dưới, đun tiếp trong khoảng 1 phút. Và bước 5 là lấy trứng ra đĩa. Như vậy thì cái thuật toán này sẽ có rất là nhiều bạn sẽ làm khác nhau. Tuy nhiên không có vấn đề gì hết ha. Mỗi một cái bài toán thì có nhiều cái thuật toán khác nhau. Tuy nhiên chúng ta nhớ mỗi một thuật toán chỉ dành cho một bài toán cụ thể. Như vậy thì mô tả thuật toán chính là liệt kê các bước theo thứ tự thực hiện. Thuật toán là dãy các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước. Rồi, chúng ta qua bốn nhỏ, một số ví dụ về thuật toán. Ở phần này chúng ta tìm hiểu rõ hơn về việc mô tả thuật toán nhé. Ví dụ 1, một hình A được ghép từ một hình chữ nhật với chiều rộng là 2A, chiều dài B và một hình bán nguyệt bán kính A như hình dưới đây. Em hãy tính diện tích của hình A. Rồi, như vậy chúng ta thấy input đó là các số A là 1/2 chiều rộng của hình chữ nhật và là bán kính của hình bán nguyệt, B là chiều dài của hình chữ nhật. Output là mình tính diện tích của hình A. Thuật toán đơn giản thì chúng ta sẽ viết như sau. Bước 1 là chúng ta tính diện tích của hình S1 sẽ bằng 2 nhân A nhân B, đó là tính diện tích của cái hình chữ nhật. Bước 2, chúng ta tính diện tích của hình bán nguyệt là S2 sẽ bằng Pi nhân cho A bình trên 2. Và bước 3, chúng ta tính diện tích của hình A, lấy diện tích của hình chữ nhật cộng diện tích của hình bán nguyệt và chúng ta kết thúc thuật toán. Đây chính là cái việc mô tả thuật toán của cái bài toán ở ví dụ 1 này. Ví dụ 2, tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên liên tiếp S bằng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng cho đến 100. Thực ra chúng ta đã có cái công thức tính cái bài toán này rồi. Tuy nhiên, nếu như mà mình làm cái bài này, mình đưa cho máy tính giải một cách đơn giản nhất thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhé? Input là dãy 100 số tự nhiên đầu tiên, 1, 2, 3 cho đến 100. Output là giá trị của cái tổng này. Ở bài toán này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp cộng dồn. Nghĩa là đầu tiên chúng ta sẽ gán cho cái giá trị của S bằng 0. Sau đó mình lấy 0 cộng 1 bằng 1. Tiếp theo mình lấy 1 cộng với 2 sẽ ra kết quả là 3. Mình lấy kết quả của 3 đó cộng với 3 ra 6. Lấy 6 cộng 4 ra 10. Và cứ như vậy mình cộng cho đến con số 100. Như vậy bước 1 S sẽ bằng 0. Bước 2 S1 bằng S cộng 1. Bước 3 S2 bằng S1 cộng 2. Bước 4, S3 bằng S2 cộng 3. Và mình cứ làm như vậy cho đến bước 101 thì S100 bằng S99 cộng 100. Chúng ta có nhận xét như sau. Bắt đầu từ S1, việc tính S được lặp đi lặp lại 100 lần theo quy luật S sau bằng S trước cộng Y, với Y được tăng lần lượt từ 1 đến 100. Đó, như chúng ta thấy bước này, sau cái bước 2 này thì có phải S1 của chúng ta bằng 1. Đó, sau cái bước 3, S2 của chúng ta là 1 cộng 2 có giá trị là 3. Cứ như vậy mà chúng ta cộng cho đến con số 100. Như vậy thì thuật toán của chúng ta như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ gán S bằng 0 và Y nhận giá trị là 1. Bước 2 là chúng ta lấy S sau sẽ bằng S trước cộng Y. Sau đó Y được tăng lên 1 đơn vị. Bước 3, nếu Y bé hơn hoặc bằng 100 thì chúng ta lại quay lại bước 2, chúng ta làm tiếp cho đến khi mà Y nó lớn hơn 100 thì chúng ta sẽ dừng thông báo giá trị của S và kết thúc thuật toán. Ví dụ 3, đổi nước ở 2 ly cho nhau. Giả sử chúng ta có ly A chứa nước màu đỏ, ly B chứa nước màu xanh. Như vậy làm thế nào để tráo đổi ly A có nước màu xanh và ly B có nước màu đỏ? Giả thiết là 2 ly A và B có thể tích như nhau ha, thì chúng ta làm như thế nào nhé? Đó. Rồi sau khi mà tráo đổi cái nước thì chúng ta sẽ có ly A có nước màu xanh và ly B có nước màu đỏ. Như vậy các em thử nghĩ xem chúng ta sẽ làm như thế nào nhé. Rồi đây chúng ta có ly A, ly B. Chúng ta sẽ lấy một cái ly C rỗng và nó có cái thể tích như ly A và ly B để chúng ta thực hiện bài toán tráo đổi hai cái ly nước này. Rồi bước thứ hai, đổ nước màu đỏ ở ly A sang ly C. Nếu như chúng ta có cái biến thì chúng ta sẽ gán giá trị của biến C bằng cái giá trị của biến A. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ ly nước màu xanh ở ly B sang ly A. Đó. Nếu như mà chúng ta có hai cái biến A và biến B thì lúc này chúng ta sẽ gán cho cái biến A là cái giá trị của cái biến B. Cuối cùng, đổ ly nước màu đỏ ở ly C sang ly B.
Nếu như chúng ta có hai biến B và C thì cuối cùng chúng ta sẽ gán giá trị ở biến C cho cái biến B nhé. Như vậy là đã hoàn thành xong cái bài toán trao đổi hai cái ly nước xanh và đỏ cho nhau. Rồi như vậy thì chỉ cần lấy thêm một ly C. Ví dụ 1, đổi giá trị của hai biến X và Y thì chúng ta cũng sẽ làm như cái bài toán mà trao đổi ly nước màu xanh và ly nước màu đỏ. Chúng ta lấy một cái biến phụ là biến Z nhé. Rồi, input của bài toán này là hai biến X, Y có giá trị tương ứng là A và B. Và output là hai biến X, Y có giá trị tương ứng là B và A. Thì thuật toán chúng ta làm như sau. Đầu tiên, chúng ta gán giá trị lưu ở biến nhớ X vào cái biến nhớ Z. Như vậy, sau bước này thì giá trị của biến Z bằng A. Bước 2, gán giá trị lưu ở biến Y vào trong biến X. Thì sau bước này, giá trị của biến X bằng B. Và bước 3, gán giá trị đã lưu trong biến Z vào biến nhớ Y. Thì sau bước này, biến Y, giá trị của biến Y sẽ bằng giá trị của biến Z và bằng A. Như vậy là chúng ta đã hoán đổi xong giá trị của hai biến X và Y. Rồi, chúng ta qua ví dụ 5. Tìm số lớn nhất trong dãy A, các số A1, A2 đến AN cho trước với N lớn hơn hoặc bằng 1. Bài toán này chúng ta đã gặp rất rất là nhiều lần. Ví dụ như là tìm ra bạn học sinh có điểm trung bình cao nhất lớp, hay là khi mà mình nhập cái chiều cao của học sinh thì tìm ra bạn học sinh mà có chiều cao cao nhất khối. Đó, ví dụ như vậy. Thì chúng ta làm như thế nào nhé? Input và output của bài toán này là gì? Input là dãy A, các số từ A1, A2 cho đến AN. Output là giá trị max, là giá trị lớn nhất trong cái dãy số đó. Như vậy thì thuật toán chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ gán max bằng cái con số đầu tiên. Chúng ta chưa biết được số nào lớn nhất, cho nên chúng ta sẽ mặc định số đầu tiên là số lớn nhất. Và chúng ta có một cái biến Y bằng 1. Vậy thì biến Y nó là gì nè? Ví dụ như là dãy A gồm có 10 số, thì cái biến Y này nó sẽ được nhận các giá trị từ 1 cho đến 10. Rồi, sau mỗi lần thì cái biến Y được tăng lên một đơn vị. Nếu mà Y lớn hơn N thì mình chuyển đến cái bước cuối cùng là bước 5. Rồi, còn nếu như mình coi ha, bước thứ tư, nếu mà giá trị của Y có con số tiếp theo lớn hơn max á, thì chúng ta gán cái con số tiếp theo chính là max, và mình quay lại bước 2, mình lại tiếp tục tăng lên, đó, tăng Y lên một đơn vị để mình so sánh cái số thứ hai với số thứ ba. Rồi, nếu như số thứ ba nó lớn hơn cái max thì cái max chính là số thứ ba, Y lại tiếp tục tăng lên đến số thứ tư, thứ năm, cứ như vậy Y được tăng lên cho đến số N, thì mình sẽ tìm ra được là cái số lớn nhất trong dãy cái số đã chưa. Rồi chúng ta minh họa cái thuật toán trên với trường hợp là chọn con thỏ nặng nhất trong bốn chú thỏ nhé. Chúng ta có một chú thỏ thứ nhất 2 kg, chú thỏ thứ hai 1 kg, chú thỏ thứ ba 5 kg và chú thỏ thứ tư là 3 kg. Như vậy chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Bước 1 là gán mát là trọng lượng của con thỏ số 1, tức là mát lúc này sẽ bằng 2 kg. Đó, mình mặc định cho chú thỏ đầu tiên nặng nhất. Bước 2, so sánh mát với trọng lượng của con thỏ số 2. Mình thấy 2 kg nó vẫn lớn hơn 1 kg, cho nên mát bây giờ vẫn đang bằng 2. Không có gì thay đổi. Tiếp tục, lúc nãy Y mình thấy nó tăng lên một đơn vị đó. Nó Y lúc đầu bằng 1, tiếp tục bằng 2, Y bây giờ bằng 3, là con thỏ số 3. So sánh mát với trọng lượng của thỏ số 3. Vì trọng lượng của thỏ số 3 lớn hơn mát, có nghĩa là 5 nó đang lớn hơn 2, thì lúc này mát bằng 5, là bằng trọng lượng của con thỏ số 3. Y tiếp tục tăng lên một đơn vị thì Y bằng 4. So sánh mát với trọng lượng của con thỏ số 4, mát lớn hơn trọng lượng của con thỏ số 4, 5 lớn hơn 3, cho nên lúc này mát vẫn đang là trọng lượng của con thỏ thứ 3. Y tăng lên 1 nữa. Khi Y tăng lên 1 là Y bằng 5. Mà ở đây mình có 4 chú thỏ rồi, cho nên thuật toán của mình dừng. Mình đã tìm ra giá trị của cái con thỏ lớn nhất, chính là 5. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại quá trình giải bài toán trên máy tính nhé. Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm các bước. Xác định bài toán là xác định thông tin đã cho input và thông tin cần tìm output. Mô tả thuật toán là diễn tả cách giải bài toán bằng dãy các thao tác cần phải thực hiện.
Bước cuối cùng đó là viết chương trình thì dựa vào thuật toán ở trên, viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình thích hợp. Chúng ta cùng xem một ví dụ. Xác định giúp cô input, output, thuật toán và viết chương trình của bài toán sau. Cho độ dài cạnh hình vuông là A. Tính chu vi hình vuông đó. Như vậy chúng ta thấy input rõ ràng chính là độ dài cạnh hình vuông A và output là chu vi của hình vuông đó. Rồi giả sử đây là một cái hình vuông có độ dài cạnh là A. Xác định bài toán. Input độ dài cạnh hình vuông A. Output chu vi hình vuông. Thuật toán đơn giản như sau. Bước 1 chúng ta lập công thức tính chu vi sẽ bằng A nhân 4. Và bước 2 chúng ta in chu vi hình vuông. Ở đây phép gán thì chúng ta sử dụng cái dấu mũi tên ngược lại nhé. Rồi bước cuối cùng là viết chương trình. Thì đây là cái chương trình tính chu vi hình vuông khi biết độ dài cạnh hình vuông là A. Thì đầu tiên chúng ta nhập độ dài cạnh hình vuông, read line A. Sau đó chúng ta lập công thức chu vi thì bằng A nhân 4. Và bước cuối cùng chúng ta in ra chu vi hình vuông. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mình một số các cái bài tập nhé. Bài tập 1, hãy chỉ ra giúp cô input, output, thuật toán và viết chương trình cho bài toán sau. Cho độ dài ba cạnh của tam giác là A, B, C và tính chu vi của tam giác đó. Đầu tiên, chúng ta xác định bài toán. Input độ dài ba cạnh của tam giác chính là A, B, C. Output là chu vi của tam giác. Thuật toán chúng ta thực hiện đơn giản như sau. Bước 1, lập công thức tính chu vi. Chu vi sẽ bằng độ dài của ba cạnh là A cộng B cộng C. Bước thứ hai, in ra chu vi và kết thúc. Rồi, tiếp theo đó chúng ta viết chương trình. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để viết nhé. Rồi, thì đây cô khai báo ba biến A, B, C đó, và một cái biến nữa là biến chu vi, đều là kiểu dữ liệu integer. Đầu tiên mình nhập độ dài cạnh thứ nhất là mình read line A. Tương tự như vậy, read line B, read line C. Lập công thức tính chu vi bằng A cộng B cộng C và in ra chu vi tam giác. Rồi, ví dụ mình nhập 5, nhập 6 và nhập 9 thì kết quả chu vi tam giác sẽ ra là 20. Bài thứ hai, hãy chỉ ra input, output, thuật toán và viết chương trình cho bài toán sau. Cho hai số nguyên AB tính trung bình cộng của hai số nguyên đó. Các em cùng suy nghĩ input, output và thuật toán nhé. Rồi, bước 1 xác định bài toán. Input là hai số nguyên AB, output là trung bình cộng của A và B. Thuật toán đơn giản như sau. Công thức tính trung bình cộng là sẽ bằng A cộng B chia cho 2. Sau đó mình in ra trung bình cộng và kết thúc. Rồi, nhập vào số nguyên A, nhập vào số nguyên B. Bởi vì trung bình cộng là A cộng B chia cho 2 là kết quả của một phép chia. Do đó chúng ta phải khai báo trung bình cộng là kiểu real. Rồi, in ra trung bình cộng là phía sau phải có hai con số ha, một con số thể hiện là độ rộng, một con số chính là số số thập phân sau cái dấu phẩy đó. Rồi, nhập số nguyên A, nhập số nguyên B, trung bình cộng của hai số A và B là 7. Bây giờ chúng ta cùng qua cái phần bài tập về nhà nè. Rồi, hãy chỉ ra input, output, thuật toán và viết chương trình cho bài toán sau. Cho số táo, số cam, tính số lượng trung bình. Rồi, thì các em sẽ viết ra tập của mình ha. Họ tên học sinh và lớp. Rồi, cho cô biết input, output, thuật toán. Bước 1, bước 2, đơn giản thôi ha. Của bài toán này là gì? Thì các em sẽ chụp lại cái hình 1 là hình mà mình làm ở trong tập học. Rồi, hình số 2 là các em sẽ tự làm. Thực hiện ở trên Pascal. Và hình số 3 chúng ta cũng thực hiện trên Pascal. Như vậy khi mà mình nộp bài cho cô á, thì mình chụp lại 3 hình. Hình 1 là mình làm ở trong tập học rồi mình chụp lại. Hình 2, hình 3 chúng ta thực hiện ở trên Pascal. Là cô vừa mới hướng dẫn cho mình các cái kiến thức liên quan đến bài học hôm nay, cũng như là hướng dẫn cho mình cách giải một cái số bài tập. Chúng ta tóm tắt bài học hôm nay nhé. Bài toán là một công việc hay một nhiệm vụ cần phải giải quyết. Xác định bài toán là xác định điều kiện cho trước và xác định kết quả cần thu được. Việc dùng máy tính để giải một bài toán là đưa cho máy tính giải hữu hạn các thao tác đơn giản mà nó có thể thực hiện được, để từ các điều kiện cho trước ta nhận được kết quả cần tìm. Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm 3 bước. Xác định bài toán là xác định điều kiện cho trước, thông tin đã cho, input. Xác định kết quả cần nhận được, thông tin cần tìm, output. Mô tả thuật toán là diễn tả cách giải bài toán bằng dãy các thao tác cần thực hiện. Viết chương trình dựa vào thuật toán ở trên, viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình thích hợp.
Mô tả thuật toán là mình liệt kê các bước theo thứ tự thực hiện. Và thuật toán đó là dãy các thao tác cần thực hiện theo một trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước. Chúc tất cả các em có một tuần học tập thật là tốt. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.